Nghi kỵ tứ bà chúng đập nhau, làm cho nhân thế phủ tan sầu. Riêng tôi ngao ngán trò dơ giấy, ngủ vùi nhân vận quả thương đau. Yêu con thương cháu, chúng hô hào, hố chôn bọn trẻ cứ thêm sâu. Dòm quanh nào thấy còn ai lạ, nghi kỵ tứ bà chúng đập nhau. Hôm nay ông trời ông đái quá cho nên ban ngày thì không bấm máy được, cho nên cuối cùng thì phải lên trên sân thượng vào đúng cái lúc mà có thể nói là cũng còn khoảng cỡ một giờ nữa là nửa đêm đấy để bấm máy. Ok, thì tôi muốn nói thêm về góc độ mà tôi nói đến hai cái có thể nói là hai cái nhận xét rất là đặc biệt của thẩm phán tối cao, cố thẩm phán tối cao Scalia và bà thẩm phán tối cao Ginsburg. Tức là khi họ nói đến cái vấn đề mà cái quyết định của tòa án tối cao cách đây hơn 46 năm, tức là trong cái vấn đề Roe versus Wade, thì họ cho là đó là một cái quyết định họ gọi là the most undemocratic decision, không? Thì tức là một trong những quyết định mà thiếu cái sự dân chủ nhất. Tại vì chẳng qua họ muốn lý luận là nói chung 7 trong 9 vị thẩm phán vào thẩm phán tối cao đó, vào cái lúc đó thì không có được người dân bầu, mà chỉ là được bổ nhiệm bởi tổng thống và thông qua bởi thượng nghị viện. Và cộng vào thêm một vấn đề nữa là tôi muốn nói liên quan đến góc độ mà hôm trước tôi cho là ông Trump đã từng nhắc đến cái vấn đề mà chỉ có những người mà có cái sự mà can đảm quả cảm thì mới dám coi như là make peace, tức là có một cái chính sách hay là một cái hướng đi trong cái góc độ hòa bình. Còn những người mà có thể nói là rất là yếu hèn thì mới dẫn đến cái vấn đề chiến tranh. Chính vì vậy mà tôi muốn nói thêm tí xíu nữa. Trước hết thì tôi muốn quay lại nói đến cái vấn đề mà liên quan đến cố thẩm phán Scalia và bà thẩm phán tối cao Ginsburg. Thì ý tôi muốn nói là gì? Một khi đó mà có cái sự mà thiếu dân chủ như vậy trong ngay tòa án tối cao của Hoa Kỳ thì nó sẽ dẫn đến cái vấn đề gì đối với những cái thế hệ sau trong cái giới, có thể nói là vừa trong cái giới làm luật hay là trong cái giới mà đi học luật cũng vậy. Và đó là một trong những cái lý do mà tôi đã nhấn mạnh trong cái video đó, là tôi cho là thực sự ra ngay cái đại học Harvard và Yale cũng vậy, thực sự đã không đủ tư cách để mà có thể đưa tôi vào với cái vị trí của một sinh viên hay là vị trí của một giáo sư đi chăng nữa, thì theo tôi nghĩ là họ không đủ tư cách, không? Mặc dù tôi biết đó, thực tế đó là một trong những cái sự nhận xét mà tôi cho là sẽ có gần như là tất cả những cái người mà thuộc cái dạng như là tôi gọi là trí thức, mà thuộc dạng nhưng mà trí thức không tới đâu đó, mà thậm chí trong đó có cả như là cái giới gọi là tôi cho là trí thức lưu manh đó, thì chắc chắn là họ sẽ phản đối tôi. Là tại sao? Là tại vì đơn giản là hai trường đại học luật đó, Harvard cũng như là Yale, thì là hai đại học có thể nói là danh tiếng nhất của cả thế giới, không? Tức là có quá nhiều người lãnh đạo xuất thân từ hai đại học này. Ví dụ như là ông Clinton thì là từ Yale, rồi ông Obama thì từ Harvard, và ông George W. Bush cũng vậy, là cũng là gốc từ Harvard ra. Và đặc biệt là gần như là tất cả, có thể nói là gần như là tất cả, chắc chắn là có những cái trường hợp cá biệt, những vị thẩm phán tối cao của tòa án tối cao Hoa Kỳ đó thì đều xuất thân từ, một là đại học Harvard, hai là đại học Yale. Chính vì vậy đấy mà cho nên tôi mới nói là thậm chí khi tôi tuyên bố là thực sự ra cả hai đại học này không xứng đáng để cho tôi bước vào với bất kỳ một tư cách nào,
nếu mà một cái tư cách của một người có thể nói là ghé ngang qua để mà có thể nói là tranh luận với lại các sinh viên hay là các học giả ở đó đó thì nó là có thể chấp nhận được. Còn với một tư cách ví dụ như là sinh viên hay là ví dụ như là một giáo sư đi chẳng hạn thì tôi nói là rõ ràng họ không có đủ tư cách để mà mời tôi vào. Chẳng qua tôi muốn nhấn mạnh vấn đề đó là tại sao? Là tại vì tôi đã từng nói là cái đám hạ súc vật nó muốn ép tôi coi như là phải chui đầu vào một trong hai trường đại học đó rồi sau đó có thể nói là trở thành một vị đàm phán tối cao. Tôi đã nói cái vấn đề đó khá nhiều rồi cho nên tôi không muốn nói thêm liên quan đến cái vấn đề mà họ thả tôi từ tù ra đó ngay vào cái ngày mà ông thẩm phán tối cao Stevens từ chức. Và đặc biệt là ngay trong tù cũng vậy thì đã có nhiều người nhắc nhở tôi trong vấn đề đó. Cho nên tôi mới nói không muốn nói thêm nữa về vấn đề đó mà tôi muốn nói sâu ở góc độ là gì. Tại sao tôi một mặt đó thì lại nhìn nhận được là gì? Là thực sự gần như là có thể nói là tới 99% cái giới luật gia hay là cái giới trí thức của thế giới cũng như là Hoa Kỳ chắc chắn là có thể là phản đối tôi trong cái góc độ đó. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng chả sao cả, tại vì ý tôi đã nhìn thấy thế giới này nó như thế, có thể nói là đi đến một cái mức độ mà tôi gọi là có thể nói là rất là đáng, có thể dùng cái từ nào nó hay hơn không? Đáng nguyền rủa thì nó cũng gọi là một phần hơi quá, nhưng mà tôi nói là thôi tạm thời có thể dùng cái từ nó nhẹ hơn tí xíu gọi là đáng lo ngại, là tại vì cái góc độ tôi nhìn đó là đó, hai cường quốc lớn nhất của thế giới đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc thì đều có những cái chính sách mà rất là dã man như vậy với sự sống không, sự sống một cách nói chung. Ý tôi muốn nói là nói đến riêng góc độ của thai nhi thì cũng chưa chắc nó là hoàn toàn đã đúng. Là tại sao? Tại vì liên quan đến vấn đề sự sống thì trong đó cộng thêm cả cái góc độ mà cái vấn đề các trò chơi trong vấn đề mà chiến tranh giữa các cường quốc với nhau, rồi vấn đề mà đại khái là mua bán vũ khí rồi dồn những cái vấn đề kỹ thuật cao nhất của họ trong cái góc độ mà khoa học kỹ thuật đó dành cho cái vấn đề quốc phòng hay là quốc tấn không? Cho nên tôi mới nói là chắc chắn là mình tổng quát là mình nói là đó, nói chung là những cái cường quốc lớn như vậy mà coi thường cái vấn đề sự sống thì đó là một cái mối nguy hại hết sức là lớn đối với nhân loại đó. Cho nên tôi mới nói là một mặt đó, thì đó rõ ràng tôi nhìn thấy được là chắc chắn, đặc biệt là cái đám trí thức trong cái giới luật gia đó là chắc chắn là sẽ phản đối tôi. Nhưng một mặt khác đó, thì tôi nói là tôi không còn cách nào khác mà phải nói thật, đó là cái điều thực lòng tôi thấy. Mặc dù tôi nói thật là ngay như là những cái video của Harvard cũng vậy, tôi cũng từng coi trên YouTube và tôi cũng thấy là chắc chắn là ít nhất là cũng học hỏi được phần nào từ cái cách họ lý luận thôi. Nhưng mà ý tôi muốn nói là sao? Là mình phải rất là dè dặt và cân nhắc thật là kỹ khi mà mình nói đến là nói chung là những cái trường đại học như là Harvard hay là Yale đó. Tại sao đại khái là qua cái quá trình mà đào tạo sinh viên của họ rồi trở thành những luật gia rồi trở thành những thẩm phán rồi lên tới thẩm phán tối cao đó thì lại đưa đến một cái có thể nói là một cái quyết định có thể nói tôi cho là man rợ như vậy thì cái điều này rất khó hiểu. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa đó thì cũng không có gì gọi là quá đáng ngạc nhiên đối với tôi, tại vì như tôi đã từng nói trong cái vấn đề mà tôi đã nói đến cái ông James Hall ở cạnh cái thành phố Albany đâu đó đó. Đại khái là ông bà ta đã từng mời tôi vào nhà sống trong một thời gian ngắn và sau đó người ta nói là đuổi tôi đi đó. Thì cho nên tôi mới nói là ngay như là đối với ông James Hall khi mà tranh luận với ông ta cũng vậy, tôi đã từng nhắc đến cái góc độ tôi nhìn là gì. Một khi đó mà chúng ta phải dùng tới luật pháp đó, thì chẳng qua đó là tôi gọi là cái backup plan. Tức là nói chung luật pháp chỉ nên dùng như là một cái backup plan. Còn thực sự ra đó thì chúng ta trong cái ngành giáo dục thì chúng ta cần phải đặt cái vấn đề quan trọng nhất là gì? Là không những
là cái trí dục, mà là còn phải có cái đức dục trong đó. Chứ không thể nào mà mình nói là hoàn toàn trau dồi, có thể nói là cả một núi kiến thức cho cái đám sinh viên, rồi cuối cùng nó ra trường rồi nó dùng những kiến thức đó để mà nó đi hại đời đó. Và không hẳn là tất cả những cái thẩm phán tối cao mà xuất thân từ Harvard hay Yale đều là, tôi phải công tâm mà nói là không phải là tất cả mọi người trong tòa án tối cao đều có thể nói là đi ra để mà hại dân. Nhưng mà tôi nói là chỉ riêng có một cái quyết định như vậy đó thì cho thấy được là gì? Cho thấy được nó có một cái gì đó hết sức là sai trái trong đó. Mà tôi đó, tôi chỉ nói là chỉ quay lại để mà kết luận là gì? Rất có thể chẳng qua đó là một cái cách dàn xếp của cái đám hạ súc vật nó đứng đằng sau, nó thao túng bằng cách nào đó không cần biết, bằng cách dọa nạt, bằng cách mua chuộc, bằng cách có thể nói là lý luận và giải thích với các thẩm phán tối cao vào lúc đó là đại khái là loài người đã đến cái lúc mà có cái sự mà nguy cơ liên quan đến vấn đề bùng nổ dân số này kia. Tất cả mọi thứ đó tôi nói là không cần biết nó là cái lý do gì không, mà tôi nói là chắc chắn là nó phải có cái mưu đồ rất là lớn ở đằng sau. Cho nên tôi mới nói là chắc chắn nó nằm đâu đó mình khó có thể giải thích được. Nhưng mà mình có thể chỉ nói đơn giản là gì? Nó có cái điều gì đó mà làm cho tôi không thể nào mà bỏ qua cái khía cạnh mà tôi cho là tôi gọi dùng chung cái từ mà mọi người thường dùng. Đó là cái gì? Là cái thuyết mưu đồ hay là conspiracy theory trong tiếng Anh. Thì mà mặc dù nếu mà mình dùng cái lý lẽ đó để mình giải thích thì những thẩm phán tối cao vào lúc đó, 7 trong 9 vị thẩm phán đó cũng không tránh được tội. Đó, không tránh được tội là tại sao? Tại vì cái vấn đề nó quá lớn, nó liên quan đến vấn đề coi như là cái sự sống không? Một cách tổng quát là cái sự sống. Mà có những quyết định mà có thể nói là tự nhiên làm luật tại tòa án tối cao vào cái lúc đó như vậy đó, thì nó là chắc chắn là thậm chí ngay cả những người thông minh hay là đã có thể được đưa vào tòa án tối cao như là ông cố thẩm phán Scalia và bà thẩm phán Ginsburg, đó là nằm bên hai thái cực khác nhau đó, mà còn có cái kết luận như vậy, thì tôi hỏi là những sinh viên học luật khi mà họ nghiên cứu đến cái vấn đề, đến cái vụ kiện Roe v. Wade, hay là sau đó không cần biết họ sẽ thành công như thế nào trong cái ngành luật, tất cả những luật gia rồi cho đến những thẩm phán, không cần thiết phải nói đến thẩm phán tối cao, thì họ nhìn vào cái vấn đề đó thì họ sẽ thấy cái gì? Và đó là một trong những cái lý do tôi nghĩ là không thể nào không bỏ qua cái câu hỏi là gì? Liệu đó có phải là cái mấu chốt để cho ngày nay chúng ta có những cái có thể nói là bị luật sư gian trá như là Cohen chẳng hạn, là luật sư cũ của ông Trump đó. Luật sư cái kiểu gì mà có thể nói là gài máy để mà thu lén khách hàng của mình. Cho nên tôi mới nói là liệu chúng ta có nên đặt cái câu hỏi là một cách tổng quát là cái ngành luật của Hoa Kỳ đã có thể nói là đi đến một cái góc độ mà mình khó có thể hình dung ra được, mà mình chỉ dùng một cách tổng quát là gì? Cái chữ là gọi là vô đạo đức. Một cách tổng quát là dùng cái chữ vô đạo đức cho cái ngành luật của Hoa Kỳ. Thì tôi muốn đặt ra cái câu hỏi cho mọi người là gì? Liệu chúng ta đó đã đi đến cái kết luận là toàn bộ cái hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ là đã trở thành vô đạo đức như vậy hay không? Đó. Cho nên thực tế ra đó thì mặc dù bình thường ra đó thì những cái câu chuyện như là ở đây tôi muốn kể lại tí xíu thôi, có thể nói là nửa khóc nửa cười chứ không phải là chuyện cười thực sự. Cái chuyện mà có cái tính khôi hài mà khi họ nói đến ba nông dân không? Tôi có thể là tôi sửa tí xíu cái chi tiết là mình nói là ba nông dân đi cho nó có cái chi tiết hay hơn tí xíu. Là ba nông dân ngồi trên máy bay, thì một nông dân của Cuba đó thì cầm cái điếu thuốc xì gà nhấp nhấp có một miếng thôi rồi quăng ra ngay cửa sổ đó, chứng tỏ là